Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình nhìn dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại, bạn bè thân thích, bà con khối phố của quý họ nhà gái, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Văn Thắm, là bố của cháu Lê Mạnh Hùng. Hôm nay tôi là đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Trước tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý họ nhà gái. Và cũng sắp bước sang năm mới 2023, tôi xin thay mặt gia đình nhà trai kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý họ nhà gái một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Tôi xin giới thiệu về thành phần của đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay. Thì đây là cụ thân sinh cho tôi, tức là ông nội của cháu Lê Mạnh Hùng. Thế, tiếp theo là đến bà Vân, là mẹ đẻ của
cháu Hùng. Thế ngoài kia là cô Thuyết, bà Thuyết và ông Khải. Bà Thuyết và ông Khải là bà Thuyết là cô ruột của cháu Hùng. Tiếp theo ở ngồi ngoài kia là cô bà Thủy và ông Vân ngoài kia. Thì bà Thủy cũng là cô ruột của cháu Hùng. Ngồi cạnh bà Thủy là bà Thu, cũng là cô ruột của cháu Hùng. Đấy là giới thiệu về phía bên nội. Về phía bên ngoại tôi xin giới thiệu là có ông Đặng Đình Thành. Đây là anh ruột của bà Đặng Thị Vân. Cũng là ông Thành cũng là bác ruột của cháu Hùng. Cạnh ông Thành là bà Đặng Thị Nhung, cũng là bác ruột của cháu Hùng. Ngoài ra còn có đầy đủ các anh chị em nội ngoại của gia đình nhà trai. Thì cháu Lê Mạnh Hùng và cháu Phạm Thị Thu Trang, hai cháu cũng đã học cùng với nhau từ rất là lâu rồi. Thế và các cháu quen biết nhau. Thế nên nay các cháu có tình cảm với nhau. Đến nay là cái tình cảm nó cũng đến độ chín muồi. Thì các cháu là có báo cáo với bố mẹ hai bên gia đình là các cháu muốn là cùng nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai chúng tôi đến đây để ra mắt cái quý vị họ nhà gái, đồng thời làm lễ ăn hỏi cho hai cháu là cháu Lê Mạnh Hùng và cháu Phạm Thị Thu Trang. Thế đến với lễ ăn hỏi hôm nay thì nhà trai chúng tôi có chuẩn bị là 9 cháp lễ vật, xin được ra mắt quý vị nhà gái. Thì chúng tôi là cũng là mong muốn là quý họ nhà gái là sẽ tiếp nhận cái lễ vật mà nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị và mang đến đây và kính báo với tổ tiên để tác thành cho hai cháu được nên vợ thành chồng, được nên duyên hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Thế các cụ, các ông, các bà vừa nghe ông bố của cháu Hùng vừa phát biểu và cũng là đại diện của họ nhà trai. Thế thì tôi cũng xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Trang, là đại diện họ nhà gái. Và cũng xin phép các cụ, các ông, các bà họ nhà gái là xin được nhận lễ của họ nhà trai. Đấy. Và để các cháu, để gia đình nhận lễ mang lên để thắp hương gia tiên, sau đó cho các cháu lên thắp hương gia tiên ạ. Xin ông trao lễ ạ. Chút hương đôi môi thật mềm.
giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm
rằng anh yêu em nhiều không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ mẹ chúc hai con luôn tràn ngập niềm vui hạnh phúc mỗi ngày. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Cảm giác trong anh bây giờ
có lẽ hơn cả yêu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, tôi là bác của cháu Trang, đại diện họ nhà gái. Trước hết, tôi xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thưa hội hôn, cháu Trang và cháu Hùng qua một thời gian dài hai cháu tìm hiểu đã chín mùi và được sự nhất trí của hai gia đình và chính quyền địa phương. Hôm nay, ngày lành, tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ ngày hôm nay, cháu Trang và cháu Hùng chính thức là vợ chồng. Cháu Trang chính thức là con dâu của ông Thắm và bà Vân và là cháu dâu của họ nhà trai. Cháu Hùng chính thức là con rể của ông Tiến và bà Thắm và là cháu rể của họ nhà gái. Hai cháu tuy đã kết hôn, song kinh nghiệm trong cuộc sống cũng cần phải học hỏi nhiều. Vì vậy, hai gia đình họ hàng đôi bên cùng bảo ban các cháu để các cháu biết ăn, biết ở để trở thành dâu hiền rể thảo. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái thật là nhiệt tình và chu đáo. Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại, bà con khối phố và bạn bè thân thích của hai gia đình, hai cháu. Tôi đại diện cho gia đình nhà trai, trước hết cũng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý chuẩn bị bước sang năm 2023, một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi đã long trọng tổ chức lễ thành hôn cho con chúng tôi là Lê Mạnh Hùng và Phạm Thị Thu Trang. Từ nay chúng tôi đã xác định là cái vai trò, cái trách nhiệm của bố mẹ giữa hai bên gia đình. Vừa qua ý kiến phát biểu của ông đại diện cho họ nhà gái thì chúng tôi là hoàn toàn nhất trí và đồng ý với ý kiến của ông. Tôi xin chính thức là nhận cháu Phạm Thị Thu Trang là con dâu của vợ chồng tôi và là cháu của họ hàng nội tộc chúng tôi. Thế và chúng tôi cũng giao cho cháu Lê Mạnh Hùng, thế là con rể ông Tiến và Thắm và là cháu của nội tộc của hai bên gia đình. Thì chúng tôi mong muốn rằng hai gia đình sẽ cùng nhau là gắn bó bền chặt để cùng nhau bảo ban các cháu, để các cháu sẽ thành dâu hiền rể thảo của hai gia đình. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chúng tôi chỉ biết là ghi nhận những cái tình cảm mà các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị ngồi đây đã dành cho hai gia đình chúng tôi. Thế một, thế tôi xin trân trọng mời các cụ, các ông, các bà sẽ mời xơi dầu uống nước và uống ăn kẹo. Thế và bố cũng chỉ bố sẽ chúc hai con như thế này. Bố chúc hai con là đã rằng là nghĩa vợ chồng, dù cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời. Chúc các con hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Người em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau quý vị, quý thể đã sẵn sàng. Và ngay giờ, anh cùng chúng tôi được chọn cái nhìn của tiếng sử dụng. Đôi các cô gái thứ hai xuất hiện. Cô gái mà sử dụng thời gian cổ máy cuối cổ trắng thịt côi. Và từ đó chúng sẽ là người kể từ ngày hôm nay lên nắm tay chúng để dừng hết cuộc hành trình mà họ đã và đang lựa chọn. Xin mời. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Quý vị, việc làm đầu tiên của hai bên gia đình cũng là chủ yếu của những điều đang mong mỏi của lực lượng hiện trong giây phút này ở đây. Không điều gì khác, đó sẽ là những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Ngay lúc này đây thì ông Lê Văn Thắm là bố của chú rể sẽ đại diện cho hai bên gia đình sẽ có một lượt chia sẻ. Xin mời chia sẻ quý vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại, bà con khối phố, bạn bè thân thích của hai gia đình, hai cháu. Tôi là bố của cháu Lê Văn Hồ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Lê Văn Hồ và Phạm Thị Thu Trang. Tôi thay mặt cho hai gia đình trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã dành những thời gian vào học, đã không quản đường xá xa xôi, đã vượt qua bao những trở ngại về thời tiết, không gian, thời gian, đã đến đây để dự lễ thành hôn của hai cháu. Gia đình tôi không biết nói gì hơn. Chúng tôi xin được ghi nhận những tình cảm của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị ngồi đây đã dành cho hai gia đình chúng tôi. Hôm nay gia đình tôi có tổ chức
cùng đôi tôi thân mật. Tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị khách quý tổ nhân tốt và mừng cho hạnh phúc của hai con chúng tôi và mừng cho hai gia đình chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn và trân trọng cảm ơn. Say mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Lại mình chứ cho ngày vui nhớ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một dân, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi muôn dòng sau.
hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một dân, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi